lý giải sức hút của cô nàng lắm chiêu Chipu. Từ chỗ nổi danh là một hot girl, Chipu thử sức ở nhiều vai trò khác nhau trong showbiz như diễn viên, nhà sản xuất, MC và ca sĩ. Vai trò nào của cô cũng bị hoài nghi về khả năng, nhưng chưa khi nào cô tuyên bố bỏ cuộc. Trên các nền tảng mạng xã hội, Chipu đã có hơn 21 triệu lượt theo dõi. Trong đó, một số tài khoản có lượng theo dõi lớn như fanpage có hơn 9 triệu, Instagram gần 5,8 triệu, TikTok với hơn 3,3 triệu, kênh YouTube đạt nút vàng với 1,42 triệu người theo dõi. Không chỉ tại Việt Nam, Chipu còn gây sốt ở thị trường Trung Quốc. Từ cuối tháng 5, từ khóa liên quan đến cô lọt top chủ đề nổi bật trên mạng xã hội Weibo, hashtag Chipu tăng từ 1 tỷ lên 2 tỷ lượt xem trên TikTok chỉ trong 45 ngày. Hiện cô có hơn 300.000 người theo dõi trên mạng xã hội Weibo, số lượng vẫn chưa dừng lại. Hiệu ứng này đến từ việc cô xuất hiện ở Đạp Gió 2023, chương trình truyền hình thực tế ăn khách của Trung Quốc. Mà nói như chuyên gia truyền thông Trang Trần, đây là một nước cờ khôn ngoan, cú lội ngược dòng ngoạn mục sau thời gian dài bị ném đá vì giọng hát kém và phát ngôn cứ cầm mic lên là thành ca sĩ của cô. Chipu không phải nghệ sĩ đầu tiên của Việt Nam tìm cơ hội ở các nước có ngành giải trí phát triển. Tuy nhiên, bà Trang Trần đánh giá hiếm có nghệ sĩ nào tạo cơn sốt và thu hút được lượng khán giả mạnh mẽ chỉ trong thời gian ngắn như Chipu sau Đạp Gió 2023. Thừa thắng xông lên, cô tiếp tục tham gia chương trình A Delicious Girls phát sóng trên đài vệ tinh Hồ Nam Trung Quốc. Thành công hiện tại của Chipu là sự tổng hòa của năng lực cá nhân, biết tận dụng tối đa ưu điểm, nỗ lực khắc phục những hạn chế cùng một chiến lược tiếp cận khán giả thông minh. Không sở hữu giọng hát tốt, nhưng điểm chung cho các sản phẩm âm nhạc của cô đều có hình ảnh đặc sắc với chủ đề rõ ràng, khả năng highlight không ổn định, Chipu bù đắp bằng khả năng vũ đạo tốt, xây dựng sân khấu hoành tráng với dàn vũ công đông đảo. Thậm chí, huấn luyện viên thanh nhạc Nguyễn Bá Phú Quý, thầy giáo của cô phải thừa nhận, chị luôn là một nhà sản xuất âm nhạc cho chính cô ấy. Trong lứa học trò của mình, Phú Quý cũng thẳng thắn khẳng định, người toàn diện nhất mà tôi nhận thấy là Chipu. Đồng ý rằng giọng hát không phải lợi thế của Chipu, nhưng nếu coi nhan sắc là một dạng tài năng, cô không thua kém các hoa hậu, hoa khôi thời này. Nếu coi sự bền bỉ là một nghị lực, Chipu cũng xứng đáng thuộc top đầu. Tại Đạp Gió 2023, cô không ngại múa cột, treo người chân dây để thực hiện các động tác vũ đạo khó, đổi lại những phần trình diễn đẹp mắt là những cú ngã, vết bầm tím trên khắp cơ thể. Tin tức trên đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của chúng tôi. Các sự kiện nổi bật ở nước ta và trên thế giới sẽ được Hoàng Châu Channel cập nhật tại bản tin trưa vào lúc 13 giờ và bản tin ngay vào lúc 20 giờ. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào. Xin được kính chào và hẹn gặp lại!